Ôi giời ơi, lấy vợ gần gần một tí thì không lấy, xa tí chà. Đón dâu mà liên lục địa thế này thì... Thôi, để con lấy cho mẹ cốc nước nhá. Đặt tên là Hiếu mà chả hiếu gì. Ôi giời. Mẹ ơi, tóc mẹ sơ hết rồi, để con giúp mẹ ạ. Ôi giời ơi. Này, đừng có mà động vào tóc tôi nhá. Tôi không có thích ai động vào tóc tôi đâu đấy. Ôi trời ơi, tóc tôi. Ôi giời ơi, thái thì phải thái mỏng ra chứ, dày như thế này mỏng ra. Đây, thái mỏng như thế này này. Đó. Đấy, thái mỏng như thế. Nào, thái đi. Ôi trời. Thôi để đây. Đi ra kia rửa bát đi. Ôi trời ơi. Lý nhà lý nhí như thế thì đến bao giờ mới xong? Khổ ghê cơ. Thôi, để đấy. Để đấy tôi làm, tí nữa tôi làm. Không cần chị phải làm nữa. Thôi, bê cho tôi cái lọ hoa ra kia đi. Vâng ạ. Ô này, bê đi đâu đấy? Thôi, đưa đây. Đưa đây. Cái lọ hoa để trên bàn thờ thì lại để ra đấy. Thôi để đấy, tí nữa tôi tự mang. Thôi đi, tôi không nhờ nữa đâu. Vâng ạ, con xin phép. Mẹ ơi, con biếu mẹ ạ. Cái gì đấy? Chỉ là dầu gội thôi mà mẹ. Điên à? Nhà đầy dầu gội ra thế kia mua làm gì? Phí tiền đi. Tại con thấy đợt này tóc của mẹ khô với sơ quá nên là con mua để chăm sóc tóc cho mẹ ạ. Đây mẹ xem đi. Bao tiền đấy? Rẻ thôi mà mẹ, toàn thành phần thảo dược thiên nhiên đấy ạ. Không đắt đúng không? Dạ vâng. Mẹ ngửi thử xem ạ. Mẹ có thấy thư giãn không ạ? Ý chị là từ khi chị về làm dâu, lúc nào tôi cũng căng thẳng ấy hả? Con không có ý đó đâu ạ. Ý con là mẹ thấy mùi hương có dễ chịu không ạ? Cũng nhẹ nhàng, dịu dàng. Ôi dồi ôi, con định làm cái gì mẹ thế? Con chỉ định sấy tóc cho mẹ thôi ạ. Dễ chịu quá cơ. Phải công nhận, dầu gội đầu thảo dược thanh mộc hương tốt thật đấy. Mẹ yên tâm, từ nay tóc của mẹ cứ để con chăm sóc ạ.